Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, sau khi nhận thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương thông báo phát hiện 2 ca bệnh Whitmore, Sở Y tế Thanh Hóa đã ban hành công văn gửi Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố, các cơ sở khám bệnh chữa bệnh trên địa bàn về tăng cường phòng chống bệnh Whitmore. Theo thông tin từ Sở Y tế Thanh Hóa, 2 ca bệnh Whitmore hay còn gọi là vi khuẩn ăn thịt người ở thị xã Nghi Sơn và huyện Nông Cống. Trẻ đến Bệnh viện Nhi Trung ương vào ngày thứ 12 và sau khi khởi phát trong tình trạng nặng, phổi tổn thương, suy hô hấp. Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa đề nghị Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố và các cơ sở khám bệnh chữa bệnh tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân cộng đồng chủ động phòng bệnh Whitmore với biện pháp dự phòng cơ bản nhất là che chắn đường hô hấp trong môi trường khói bụi, tăng cường vệ sinh cá nhân, vệ sinh lao động, hạn chế tiếp xúc với đất hoặc nước bùn, đặc biệt là nơi bị ô nhiễm nặng. Khuyến cáo người dân khi có vết thương hở, vết loét hoặc vết bỏng cần tránh tiếp xúc với đất hoặc nước có khả năng bị ô nhiễm. Khi có nghi ngờ nhiễm bệnh, cần đến cơ sở y tế để được tư vấn, khám phát hiện, xét nghiệm xác định nhiễm vi khuẩn Whitmore để được điều trị kịp thời. Nhân tháng cao điểm vì người nghèo và tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa đã trích từ nguồn vận động ủng hộ quỹ vì người nghèo tỉnh Thanh Hóa, hỗ trợ xây 116 nhà đại đoàn kết cho 116 hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh. Tổng trị giá xây nhà là 5,8 tỷ đồng, mức hỗ trợ 50 triệu đồng một nhà. Cùng với đó, ban công tác mặt trận ở các khu dân cư đã tổ chức vận động các nguồn ủng hộ tại khu dân cư, anh em dòng họ và gia đình để xây dựng nhà đại đoàn kết, từ đó giúp các hộ gia đình nghèo, cận nghèo vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống. Việc phát triển người tham gia bảo hiểm y tế là nhiệm vụ luôn được ngành bảo hiểm xã hội và chính quyền các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa quan tâm. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, đến nay tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế của tỉnh Thanh Hóa mới đạt 86,2%, chưa đạt chỉ tiêu đề ra. Năm 2022, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 51 xã thụ hưởng các chính sách áp dụng đối với xã khu vực 3, khu vực 2, khu vực 1 thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 do đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới hoặc chia tách sáp nhập mới. Bởi vậy, có hơn 334.000 người không còn được ngân sách nhà nước hỗ trợ bảo hiểm y tế. Từ việc đang được cấp miễn phí chuyển sang phải mua thẻ bảo hiểm y tế nên một bộ phận không nhỏ người dân còn tâm lý trông chờ vào chính sách hỗ trợ của nhà nước. Bảo hiểm xã hội Thanh Hóa đang tích cực phối hợp với chính quyền các địa phương, hệ thống bưu điện đổi mới hình thức tuyên truyền theo hướng phù hợp với từng nhóm, từng đối tượng để người dân hiểu đúng, hiểu đầy đủ ý nghĩa của việc tham gia bảo hiểm y tế. Phấn đấu có 93,8% tỷ lệ dân số Thanh Hóa tham gia bảo hiểm y tế. Bảo hiểm xã hội huyện cũng đã thực hiện các cái cuộc tuyên truyền ra quân, đi từng ngõ gõ từng nhà để vận động người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình để tự đóng để có thẻ. Từ đó để xóa tan đi cái tâm lý trông chờ vào nhà nước hỗ trợ. Thanh Hóa phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 95%. Do vậy, cùng với nỗ lực của các ngành chức năng, bản thân người dân cũng cần chủ động tham gia bảo hiểm y tế, tránh bị ảnh hưởng khi có những rủi ro về sức khỏe. Để mở rộng hệ thống giao thông, phục vụ phát triển kinh tế xã hội và xây dựng nông thôn mới, huyện Triệu Sơn đã phát động phong trào vận động nhân dân hiến đất, mở rộng đường giao thông. Sau hơn 3 tháng triển khai, phong trào hiến đất mở đường xây dựng nông thôn mới ở Triệu Sơn đã có sức lan tỏa. Do xuất phát điểm ban đầu thấp nên nâng cấp mở rộng đường giao thông ở các xã trên địa bàn huyện Triệu Sơn gặp không ít khó khăn do thiếu kinh phí. Huyện Triệu Sơn đã có nghị quyết phát huy vai trò tiên phong đi đầu của đảng viên trong hiến đất, vận động nhân dân hiến đất để nâng cấp mở rộng đường giao thông. Cái tuyến đây thì có 6 đảng viên đã thực hiện cái việc mà dẫn đầu nêu gương trong cái việc hiến đất và làm mở rộng đường, thì bà con rất chi là phấn khởi và cũng đồng lòng để mà quyết tâm cũng làm cái tuyến đường đi thành một cái tuyến đường với cái chiều dài là 680 m dài. Để thực hiện thành công việc vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông, huyện Triệu Sơn cũng đã dành gần 500 tỷ đồng để thực hiện, trong đó 400 tỷ đồng để mở rộng nâng cấp các tuyến đường huyện, trên 80 tỷ đồng hỗ trợ nhân dân tu sửa, mở rộng nền đường và xây dựng lại các công trình phải phá dỡ. Với cách làm đảm bảo sự hài hòa lợi ích xã hội và lợi ích của người dân, sự tiền phong gương mẫu thực hiện và vận động tuyên truyền nhân dân của từng đảng viên, hơn 3 tháng, người dân huyện Triệu Sơn đã hiến hơn 120.000 m2 đất để mở rộng 127 km đường giao thông. Triệu Sơn phấn đấu trong năm 2022 mở rộng 150 km trở lên các tuyến đường huyện, đường xã, đường thôn, đường ngõ xóm. Dự án cải thiện vệ sinh và nước sạch dựa trên kết quả do phụ nữ làm chủ, gọi tắt là dự án WOPA, do Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ Mỹ tài trợ thông qua Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.
dự án nhằm hỗ trợ vận động các hộ khó khăn dễ bị tổn thương xây dựng công trình vệ sinh nước sạch. Tại Thanh Hóa, dự án được triển khai từ tháng 9 năm 2018. Thực hiện dự án cải thiện vệ sinh nước sạch dựa trên kết quả do phụ nữ làm chủ, dự án GOBA, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thanh Hóa đã xây dựng đề án xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh. Triển khai dự án tại 46 xã thuộc 5 huyện thị xã ven biển, cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đã đến từng nhà tuyên truyền vận động từng bước thay đổi nhận thức của người dân. Sau 5 năm triển khai dự án, đã có trên 3.300 công trình vệ sinh đạt chuẩn được đầu tư. Hội Phụ nữ các cấp phối hợp với các nhà máy nước đã tăng cường tuyên truyền và vận động được 1.750 hộ dân lắp đặt đấu nối nước sạch, hỗ trợ lắp đặt thiết bị vệ sinh cho một số trạm y tế trường mầm non. Chúng tôi sẽ lồng ghép các cái chương trình của công tác hội cũng như các chương trình dự án trên địa bàn tỉnh để làm sao tạo được cái sự bền vững của dự án cũng như là tiếp tục hỗ trợ cho các cái hộ dân thực hiện các cái công trình về nhà tiêu cũng như là nước sạch vệ sinh môi trường, đặc biệt là thực hiện nếp sống văn hóa, giữ gìn vệ sinh môi trường cho gia đình và cộng đồng. Với sự hỗ trợ từ dự án và nỗ lực của các cấp hội phụ nữ, đến nay đã có hàng nghìn hộ dân trên địa bàn Thanh Hóa có cơ hội sử dụng nước sạch và công trình vệ sinh đạt tiêu chuẩn, góp phần thực hiện tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Sau đây là những thông tin trong nước vừa được chúng tôi cập nhật. Theo thông báo của Văn phòng Chính phủ, tại cuộc họp về kế hoạch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã yêu cầu Bộ Y tế chủ trì phối hợp với ngành liên quan, đôn đốc hướng dẫn các địa phương đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng chống dịch COVID-19, nhất là tiêm cho trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi, thường xuyên cập nhật nhu cầu và đề nghị của địa phương để chủ động điều phối, phân bổ vaccine phù hợp và kịp thời. Chính phủ giao cho Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo thường xuyên cập nhật kết quả nghiên cứu trong và ngoài nước về hiệu quả, lợi ích của việc tiêm vaccine, nhất là đối với trẻ em, đặc biệt trẻ em có bệnh lý nền, suy dinh dưỡng, béo phì để chủ động cung cấp cho các cơ quan truyền thông. Theo lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ đang tích cực hỗ trợ các tổ chức để sớm phê duyệt các đề án tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế khi đủ điều kiện. Trong đó, Bộ đã quyết định phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh APTIS của Hội đồng Anh. Như vậy, thực tế, việc hoãn thi APTIS có thể chỉ diễn ra trong 2 ngày sau khi Hội đồng Anh thông báo tạm hoãn kỳ thi này. Bộ Giáo dục và Đào tạo đang đốc thúc phía Hội đồng Anh hoàn thiện nốt các thủ tục để cấp phép chương trình IELTS, đồng thời đang xem xét đề án của khoảng 30 tổ chức đơn vị tại Việt Nam về việc tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế. Sau 17 ngày mở bán vé tàu Tết Quý Mão 2023, đến ngày 11 tháng 11, đường sắt Việt Nam đã bán được khoảng 92.000 vé. Tết năm nay, ngành đường sắt mở bán hơn 176.000 vé. Các chặng ngắn từ thành phố Hồ Chí Minh đi miền Trung cũng được bổ sung thêm gần 7.000 vé. Như vậy còn 84.000 vé tàu Tết. Ngành đường sắt lưu ý hành khách khi mua vé và khi đi tàu cần mang theo giấy tờ tùy thân, bản chính và có thông tin trùng khớp với thẻ lên tàu. Tuyệt đối không được mua vé qua các đối tượng trung gian để tránh mua phải vé giả, vé không đúng thông tin, vé bị cạo sửa, không có giá trị đi tàu. Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa đình chỉ lưu hành thu hồi lô sản phẩm dầu gội New GC 100ml không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Lô sản phẩm này có số lô là 010622, ngày sản xuất mùng 2 tháng 6 năm 2022, hạn dùng mùng 2 tháng 6 năm 2025. Trên nhãn ghi thông tin SCB-180-20-CBMP-CT do Công ty Cổ phần Dược phẩm Phương Nam tại số 300C Nguyễn Thông, phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ sản xuất. Sản phẩm bị thu hồi do không đáp ứng yêu cầu chất lượng về giới hạn vi sinh vật trong mỹ phẩm, theo quy định thông tư số 06 ngày 25 tháng 1 năm 2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm và Hiệp định mỹ phẩm ASEAN. Sáng nay, lãnh đạo Ủy ban dân huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam xác nhận khoảng 23 giờ ngày hôm qua 11 tháng 11, tại khu vực phòng thư viện, phòng đọc, phòng y tế của trường trung cơ sở Lương Thế Vinh bất ngờ cháy lớn. Phát hiện vụ việc, hiệu trưởng nhà trường đã báo với lãnh đạo địa phương huy động lực lượng để dập lửa. Đến khoảng 1 giờ 15 dạng sáng ngày hôm nay, đám cháy cơ bản được khống chế. Vụ cháy gây hư hỏng 3 phòng, toàn bộ sách, bàn ghế, 2 dàn máy tính, đề bàn, 2 máy in cùng một số vật dụng khác trong 3 phòng đều bị thiêu rụi. Tòa án Nhân dân TP.HCM đã ấn định ngày xét xử Nguyễn Võ Quỳnh Trang, người sát hại con riêng của người tình Nguyễn Kim Trung Thái. Tòa đã triệu tập các giám định viên, 4 luật sư bảo vệ cho bị hại và 3 luật sư bào chữa cho 2 bị cáo và 5 người làm chứng. Trước đó, vào ngày 21 tháng 7 năm 2022, vụ án được tòa gia đình và người chưa thành niên đưa ra xét xử. Tại phiên tòa, hội đồng xét xử đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung làm rõ kiến nghị giám định thương tật bổ sung đối với nạn nhân. Theo đó, ngày 25 tháng 11 tới, Nguyễn Kim Trung Thái sẽ bị xét xử về tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm, Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội giết người và hành hạ người khác. Vừa rồi là những thông tin thời sự trong tỉnh và trong nước, ngay sau đây sẽ là phần tin thời sự quốc tế.
Bản tin 18:30 hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.